Vừa rồi có hai tuần đi 10 con mà thua con không? À, vậy là anh nuôi chế độ 4 ngày mà đi 10 con thua con hả? Về con đó là tại vì cái người ta bán rẻ quá mua rồi về đá đại nó thua. Dạ. Nói chung là vậy là đạt lắm rồi đó. Anh cứ áp dụng chế độ 4 ngày đi. Những cái con gà nào đủ lông anh áp dụng chế độ 4 ngày. Còn gà tơ lông chưa đủ thì anh áp dụng là 2 ngày cho một tuần á. Là được khoảng 3 tuần thôi, cho nên là con gà nó cứng cáp nó chắc rồi, là gà đủ lông là anh là bắt đầu anh vô mấy giọt thuốc này, 4 giọt thuốc hoặc 6 giọt thuốc đó là lên cửa kéo à. Bây giờ cái thằng kia nó gửi mua mà đưa nó giờ nó hết thuốc rồi, nó hạ tiện rồi nó chơi 2 ngày nó đá cũng ăn luôn. Hết thuốc 2 ngày đó cũng ăn luôn. Dạ nhưng mà gán được 3 ngày đi anh, 3 ngày cài cũng ngon lắm nha. 2 ngày thì hơi meo nha. Thì đó, nó chơi 2 ngày đá, 2 ngày đá nó hạ tiện thuốc, 2 ngày đá cũng ăn. Hôm đó này là nó chỉ nó rồi, nó mua đưa thuốc cho nó rồi đá vậy đó. 2 ngày đá, 2 ngày đá cũng ăn hết trơn nè. Dạ, nhưng mà lên anh đi dặn ổng đi cho chắc cú đi lên cử 3 ngày học 4 ngày đi cho nó an toàn anh. Cái giờ cái chỗ mà đá đó giờ bên đây hẹn gà nó không nhận nữa. Hẹn gà không dám nhận nữa. Khi đá quả nó đâu có ăn lại đâu mà nó nhận. Dạ, cũng có mấy ông anh điện về cho em là nếu ông đá ngay cái thằng đó không nha, đá ngay chỗ đó quen ai rồi biết người ta chạy mặt luôn anh, chạy luôn. Giờ nó sợ cái mấy ông về già mà hẹn gà nó không đá. Dạ. Thôi nha, Mã ơi, cảm ơn nha. Dạ, ok, cảm ơn anh.